Hòa Hiệp đến tận nhà thăm và tiết lộ tin vui về bệnh ung thư của Mai Phương. Sau đợt điều trị đầu tiên, Mai Phương đã được các bác sĩ đồng ý cho xuất viện về nhà và hẹn thời gian tới khám. Khán giả vẫn luôn dõi theo diễn biến bệnh tình của nữ diễn viên. Mới đây, Hòa Hiệp đã đến tận nhà đồng nghiệp thăm bệnh. Trên trang cá nhân, diễn viên Cổng Mặt Trời viết, cô ấy thèm lẩu riêu cua đồng và trà đào nên đem qua cho cô ấy ăn nè. Thấy em vui cười, anh mừng lắm. Mau mau hết bệnh nha em. Kèm theo đó, Hòa Hiệp còn đăng tải loạt hình ảnh mới nhất của Mai Phương. Người hâm mộ có thể nhận ra nữ diễn viên, những thiên thần áo trắng có vẻ khỏe hơn. Cô ăn uống ngon miệng, cười rạng rỡ bên con gái và đồng nghiệp đến nhà chơi. Trong khi đó, con gái của nữ diễn viên cũng rất rạng rỡ trong đồ công chúa. Cô bé cười tươi khi chơi đùa cùng Hòa Hiệp, xua tan nỗi đau và lo lắng về bệnh tật cho mẹ. Mặc dù chưa hồi phục sức khỏe, nhưng vừa qua Mai Phương vẫn xuất hiện tại lễ giỗ tổ ở sân khấu kịch Phú Nhuận của bà bầu Hồng Vân, trông nữ diễn viên tươi tắn hơn sau khi được xuất viện. Mai Phương chia sẻ cô mong tổ nghiệp thương và cho mình phép màu để quay lại sân khấu phục vụ cho khán giả. Trong ngày cưới của nhà Phương vì không thể tới dự, nên Mai Phương cũng nhắn nhủ chúc phúc. Bé Tồ, hôm nay là ngày vui của em, tiếc là chị không thể đến chúc mừng em được. Nhưng chị mong em lúc nào cũng hạnh phúc nhé, hãy thật hạnh phúc nhé. Cùng với đó, trên trang cá nhân của cô gần đây thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi diễn thọ xưa cùng các liên chương trình, tiểu phẩm từng tham gia diễn xuất. Mai Phương thể hiện sự nóng lòng tái xuất tháng 10 chào tháng 10, mong mọi điều tốt lành sẽ đến với mọi người, mong luôn mạnh mẽ để đủ sức vượt qua thử thách đời Phương nhé. Trước đó, Thúy Nga cũng vào viện thăm Mai Phương, đúng dịp cô trở lại đây để tái khám sau thời gian điều trị ngoại trú. Theo đó, Mai Phương dù còn khá mệt sau thời gian dài chạy thuốc, nhưng vẫn giữ được tinh thần lạc quan. Còn nghệ sĩ Lê Bình đang tích cực vận động mọi người giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thông qua một chương trình. Thúy Nga cảm động viết về những ngày về nước, đi làm từ thiện và thăm nom bạn bè nghệ sĩ. Về đây làm được hai điều vui, ghé thăm Mai Phương, đúng dịp em lại vào bệnh viện để kiểm tra lại bệnh tình sức khỏe. Thì bác sĩ bảo em uống thuốc và có phản ứng thuốc tốt, mừng vui cho em nhưng nhìn em vẫn mong manh, yếu ớt lắm. Em vừa chạy thuốc hơi mệt nên không nói được, nhưng được cái miệng luôn nở nụ cười trên môi nên nhìn vẫn còn xinh xinh lắm. Cố gắng vui vẻ em nhé, biết đâu nhờ nụ cười và tinh thần lạc quan sẽ giúp cho em khỏi bệnh. Ghé thăm chú Lê Bình thì chú đang đi quay show Mở Cửa Tương Lai. Đây là chương trình kêu gọi cộng đồng giúp những hoàn cảnh bệnh tật neo đơn khó khăn. Chú đang bệnh mà cũng ráng đi rồi lên tận lầu 4 để quay chương trình kêu gọi mọi người giúp những mảnh đời khó khăn khác. Nhìn chú biết chú cũng mệt lắm nhưng vẫn cứ nụ cười thường trực trên môi, vì nụ cười cũng là 10 thang thuốc bổ mà. Thương và phục ý chí mạnh mẽ của chú. Bên cạnh đó, Thúy Nga cũng tiết lộ đã dùng toàn bộ tiền bán địa của mình để gây quỹ cho Mai Phương và Lê Bình, cầu mong cho hai nghệ sĩ, một trẻ một già, mau chóng đấu tranh cùng bệnh tật và hồi phục lại sức khỏe. Nguyện mọi sự cát tường và bình an đi khắp nơi nơi, Thúy Nga cho biết. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã chia sẻ danh sách những người ủng hộ tiền giúp đỡ soạn giả Nguyên Thảo, cha đẻ của vợ cải lương Xin Một Lần Yêu Nhau, người đang nằm viện cấp cứu vì ung thư ruột. Điều đáng chú ý là trong danh sách này xuất hiện tên của diễn viên Lê Bình và Mai Phương. Hai nghệ sĩ đã chuyển vào tài khoản của Hồng Vân số tiền lần lượt là 3 triệu đồng và 5 triệu đồng để ủng hộ cho người nghệ sĩ già. Hành động này của nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương khiến cho nhiều người không khỏi xúc động, bởi trước đó cả hai người đều gặp khó khăn về tài chính trong quá trình điều trị ung thư. Nghệ sĩ Lê Bình thậm chí từng lựa chọn nằm giường ngoài hành lang thay vì bên trong phòng để tiết kiệm chi phí. Sau khi ra viện, ông vẫn ăn uống đạm bạc và tranh thủ đi diễn. Mai Phương tiến hành thay máu, bắt đầu điều trị theo phác đồ. Hiện tại sức khỏe của nữ diễn viên sa sút và không thể nói chuyện. Trong khi đó, rất đông người đến thăm Mai Phương, bất kể giờ giấc khiến cho bệnh viện phải dán thông báo hạn chế, tránh ảnh hưởng đến người bệnh. Tối ngày 20 tháng 8, phóng viên có mặt tại kho ung bướu bệnh viện 175, nơi diễn viên Mai Phương đang trực tiếp điều trị. Theo quan sát của phóng viên, vào lúc 19 giờ có khá đông người đến thăm Mai Phương. Tuy nhiên, vì để hạn chế người lạ nên mỗi khi có ai đến thăm, gia đình đều vào hỏi ý kiến Mai Phương trước khi cho phép gặp mặt. Mẹ nữ diễn viên cho biết kể từ thời điểm báo chí đưa tin khiến cho lượng người vào viện thăm hỏi con gái tăng đột ngột. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến bản thân Mai Phương và các bệnh nhân điều trị chung phòng. Ở trước phòng của nữ diễn viên nằm điều trị, bệnh viện phải dán giấy đề nghị hạn chế thăm nuôi nhiều người. Ngày 20 tháng 8 cũng là ngày đầu tiên Mai Phương bắt đầu quá trình điều trị theo phác đồ. Từ trưa, nữ diễn viên đã tiến hành thay máu, kết hợp dùng thuốc đặc trị. Do thời gian ủ bệnh đã lâu kèm theo ảnh hưởng từ thuốc, hiện tại sức khỏe của nữ diễn viên sa sút và không thể nói chuyện. Mặc dù vậy, Mai Phương vẫn cho thấy cô rất kiên cường, lạc quan. Trước những lời động viên từ phía bạn bè, nghệ sĩ, nữ diễn viên nở nụ cười tươi. Cô nắm chặt bàn tay, cố gắng ra hiệu, thể hiện sự quyết tâm với mọi người.
Sáng cùng ngày, phóng viên đã có cuộc trao đổi ngắn với bác sĩ Phạm Thành Luân, người trực tiếp điều trị cho Mai Phương tại bệnh viện. Theo đó, Mai Phương đang điều trị song song hai liệu trình để bảo vệ xương bên cạnh việc ngăn tế bào ung thư di căn. Ngoài ra, bệnh viện áp dụng thuốc nhắm trúng đích do quá trình điều trị. Đây là loại thuốc trong điều trị ung thư được các bác sĩ chuyên khoa đánh giá cao và xem nó như phương pháp cuối cùng để điều trị bệnh ung thư giai đoạn muộn. Một liệu trình điều trị sẽ kéo dài từ vài tháng đến thậm chí vài năm. Tuy nhiên, thời gian và mức độ điều trị có hiệu quả cao hay không còn phụ thuộc vào cơ thể bệnh nhân, để bệnh viện đưa ra phương án hợp lý nhất. Ông cho biết, từ tối ngày 18 tháng 8 cho đến tối ngày 20 tháng 8, rất nhiều xã Việt đã kêu gọi và chuyển tiền hỗ trợ cho Mai Phương. Tính đến chiều ngày 20 tháng 8, số tiền hỗ trợ cho diễn viên Mai Phương đã hơn 300 triệu đồng từ các đồng nghiệp, chưa kể các ủng hộ tài chính trực tiếp qua số tài khoản riêng của Mai Phương và khán giả, bạn bè qua những kênh khác. Theo chia sẻ của nghệ sĩ Hồng Vân, tổng số tiền mà khán giả gửi cho Mai Phương qua bà tính đến trưa ngày 20 tháng 8 là 41.250.000 đồng. Chiều ngày 20 tháng 8, một số nghệ sĩ Việt đã vào thăm Mai Phương như diễn viên Hòa Hiệp, ca sĩ Nhật Tinh Anh, Ốc Thanh Vân. Nghệ sĩ Đức Hải còn mang theo một số loại thuốc gửi cho cô. Ngày 21 tháng 8, Ốc Thanh Vân và bạn bè sẽ đưa bé La Vi vào viện đón sinh nhật 5 tuổi cùng mẹ. Hòa Hiệp, Cát Tường và nhiều nghệ sĩ tới bệnh viện thăm Mai Phương. Ca sĩ Nhật Tinh Anh, diễn viên Đức Hải, MC Ốc Thanh Vân, nghệ sĩ Cát Tường đã tới bệnh viện thăm Mai Phương. Nữ diễn viên 33 tuổi dù mang bạo bệnh vẫn luôn lạc quan và mạnh mẽ. Sau khi nghe tin dữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi, nhiều nghệ sĩ đã sát cánh cùng cô trong giai đoạn khó khăn này. Chia sẻ với phóng viên, ca sĩ Nhật Tinh Anh cho biết anh cùng bạn bè tới bệnh viện thăm Mai Phương vào chiều ngày 20 tháng 8. Điều khiến anh mừng là tinh thần của nữ diễn viên, những thiên thần áo trắng luôn lạc quan. Cô thường mỉm cười và trò chuyện với mọi người dù đang rất mệt. Phương rất lạc quan và luôn cố vui, không để mọi người lo lắng. Cô ấy còn động viên ngược lại cho mọi người đừng lo lắng và sẽ sớm khỏe lại. Khi tôi nói cố lên sẽ sớm bình phục, Phương cười rất tươi và nắm tay tôi, thể hiện sự quyết tâm lớn, Nhật Tinh Anh chia sẻ. Nam ca sĩ cho biết hiện nay Mai Phương đã tràn dịch phổi và mới điều trị theo phác đồ. Ngoài ra, cô ấy còn phải truyền thuốc chống hủy xương nên cơ thể thường xuyên đau nhức. Để động viên tinh thần và giúp đỡ Mai Phương trong đợt điều trị ung thư, Nhật Tinh Anh cùng hai người bạn ở Mỹ hỗ trợ trực tiếp 50 triệu đồng khi tới thăm cô tại bệnh viện. Cũng trong ngày hôm nay, nghệ sĩ gạo cội Đức Hải, diễn viên Kinh Quốc, Hòa Hiệp, Bá Thắng cũng túc trực ở bệnh viện. Nghệ sĩ Đức Hải cho biết anh cảm phục ở cô, học trò sự kiên cường và lạc quan với bệnh tật. Đoàn nghệ sĩ đã mang thuốc chữa trị đặc trị từ Nhật tới cho Mai Phương. MC Ốc Thanh Vân là người bạn thân của Mai Phương. Những ngày qua, cô luôn dành sự lo lắng cho người đồng nghiệp. Thanh Vân còn có ý định đưa con gái của Mai Phương về nhà chăm sóc trong giai đoạn mẹ chữa bệnh. Diễn viên Cát Tường tiết lộ Mai Phương luôn có đông đảo anh chị em, nghệ sĩ và bạn bè tới thăm. Cô kể, tôi đã trực tiếp tới thăm Phương, em vẫn khỏe, vẫn cười tuê tép. Tôi còn kêu Phương cười vừa thôi, cười quá gãy xương, đừng đổ thừa chị, bác sĩ không cho em đi lại. Nói một hồi mắt mở hết nổi nên tôi về, Phương còn phải xạ trị. Trong lúc này, nghệ sĩ Việt vẫn tiếp tục vận động quyên góp giúp đỡ Mai Phương. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh cùng Lệ Quyên quyết định tổ chức hai đêm nhạc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Quang Linh, Dương Triều Vũ, Tóc Tiên, Bảo Anh để ủng hộ Mai Phương. Trước mắt, quỹ ấm tình nghệ sĩ do anh và vợ chồng Lệ Quyên thành lập đã gửi tận tay Mai Phương 100 triệu đồng. Ở Mỹ, nhiều nghệ sĩ đang kêu gọi bạn bè quyên góp tiền để hỗ trợ phần nào viện phí cho bà mẹ sinh năm 1985. Nữ ca sĩ Thanh Thảo và Đăng Kim cho biết đã quyên góp được khoảng 4.000 USD. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cùng Minh Luân đã chuyển 120 triệu đồng cho Mai Phương. Ngay khi nghe tin, sau một ngày vận động bà bầu sân khấu kịch phía Nam đã nhận được thêm 41 triệu đồng từ khán giả. Diễn viên Mai Phương sinh năm 1985 là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ nhờ các phim như Những Thiên Thần Áo Trắng, Sóng Đời. Năm 2010, cô từng thử sức ở lĩnh vực ca hát và gây chú ý với tiếng Dương Cầm Trong Đêm. Có tài và không vướng scandal, nhưng cuộc sống riêng của Mai Phương lại lận đận. Cô hiện là mẹ đơn thân sau khi chia tay diễn viên Phùng Ngọc Huy.